một món chay đơn giản, hấp dẫn từ chuối xanh quý vị ơi. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm hết quý vị. Bữa nay thì nhà còn nã chuối xanh nên Quỳnh Phương làm món này, thì cùng mời quý vị cùng thưởng thức ha. Đây là cái thành phẩm mà Quỳnh Phương vừa làm xong đây. Chuối thì thơm, ngon, dẻo, không có bị nát, hương vị thì cũng khá đậm đà và lạ miệng, ăn kèm với rau rất là bắt luôn á quý vị. Rồi bây giờ mời quý vị cùng vào bếp nha. Trước tiên á, thì Quỳnh Phương có chuẩn bị sẵn một cái nải chuối xanh đó, nó còn sống nha đó. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước đó. Cái thau nước này thì Quỳnh Phương cho muối nè đó, cho muối vô, giấm vô hoặc là chanh cũng được nè. À, rồi mình quậy cho tan cái phần muối này ra nha. Tiếp theo á, thì Quỳnh Phương sẽ cắt mấy trái chuối xanh nhiều lắm quý vị, nãy này chắc ăn không hết đâu. Quỳnh Phương làm khoảng 5 trái chuối xanh nè đó, mình rửa cho nó sạch á, để cái phần mủ chuối nó sẽ không có bị đen. Khi mà gọt nè, nó sẽ ra cái phần mủ. Nên Quỳnh Phương vừa cắt xong là phải ngâm liền vô cái phần nước mà có pha giấm hoặc là nước cốt chanh với một xíu muối vô liền. Nó vừa gọt, mình vừa thấm nước vô một cái vậy đó. Gọt bề có thể đảo đảo thấm nước vô một cái. Rồi mình ngâm trong cái phần nước này luôn để tránh cái trái chuối nó bị đen. Rồi mình ngâm trong đây chút xíu, khoảng 5-10 phút vậy đó, cho nó ra hết cái phần mủ của chuối đi. Giờ Quỳnh Phương mới đem ra, lấy nó ra để ngoài, để ngoài cái rổ á. Chủ yếu là Quỳnh Phương đợi cho nó cái phần nước nó chảy bớt đi nha. Rồi sau đó thì để đợi trái chuối nó khô khô á, Quỳnh Phương sẽ chuẩn bị vài củ hành tím, nó khoảng 3 củ, đập dập dập ra rồi băm ra. Nếu mà mình không dùng hành tím thì có thể dùng hành bao rô cũng được nhé quý vị. Rồi bây giờ mình băm xong rồi nè, băm nhuyễn cái phần hành tím rồi đó. Giờ Quỳnh Phương để phần hành tím này qua bên, quay lại với mấy trái chuối xanh. Cái xanh này thì có thể cắt thành những cái khoanh tròn tròn cũng được, để nhìn cho nó là lạ miệng và ăn cho nó cũng hấp dẫn hơn. Thì Quỳnh Phương dùng cái bàn trắng nè, trắng cho nó ra làm hai, hoặc là mình trắng thành những cái miếng tròn tròn hoặc là dài dài cũng được, mình thấy sao mình thích thì mình trắng nè. Quỳnh Phương thì cắt làm hai xong rồi mới trắng thành mấy cái khúc khúc tròn tròn á. Đó, vậy là được rồi đó. Xong rồi cho lại cái gỗ, thấy gì chứ cũng khá khá được dĩa đó quý vị. Rồi bây giờ mới bắt đầu bắt cái chảo lên, rồi Phương sẽ đợi cho dầu nó hơi nóng nóng lên xíu, mình sẽ cho chuối vào, cho hết cái phần chuối xanh này vào để Quỳnh Phương sẽ chiên sơ cái phần chuối một cái cho nó chiên cho nó hơi vàng vàng vậy đó. Lát thì chuối mình kho nó sẽ không bị nát. Rồi bây giờ đảo nha, đảo đến thấy nó vàng vàng hết là được. Mình sẽ chắc cái phần chuối này ra. Xong rồi cái chảo này còn dầu ít chẳng á, để bắt đầu phi cái phần hành tím lên. Đúng rồi, bắt đầu đảo qua đảo lại phi cho nó hơi thơm thơm nha. Rồi được rồi đó, thơm thơm rồi đó, cho chuối vào liền, đảo qua đảo lại cho nó thơm thơm một cái. Nếu mình đảo hơi nhanh nhanh tay hơn Quỳnh Phương xíu nha, mình đảo sơ qua một cái. Rồi xong rồi đó, giờ mình chuẩn bị thêm cái phần nước, mình cho một ít nước vô, nó vừa ngập cái phần chuối xanh này là được.
Rồi giờ mình sẽ bắt lửa lớn lên nha. Khi mà nước nó sôi rồi, mình Phương cũng đảo đảo qua nhẹ nhẹ thôi nha. Xong mình hạ lửa sao nhỏ nhỏ xuống này, mình nêm gia vị á. Mình trước tiên mình Phương sẽ cho vào đây là đường hết quý vị. Đường thì mình Phương cho vào 1 muỗng rưỡi. Tùy mình ăn ngọt nhạt thế nào á, mình gia giảm một xíu. Rồi tiếp theo là 1 muỗng lưng lưng hạt nêm chai từ nấm. Rồi quý vị cũng chuẩn bị cho Quỳnh Phương nước tương nhé, loại ngon ngon xíu. Mình cho vào đây là khoảng 2 muỗng để cho nó thơm, nó hấp dẫn nữa. Thì Quỳnh Phương có chuẩn bị thêm chao, chao là khoảng 2 cục nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi sa tế nha quý vị, sa tế cay á thì khoảng 1 muỗng lưng lưng vậy đó. Này là 2 muỗng cà phê á, Quỳnh Phương lường lường là khoảng 1 muỗng lưng lưng á. Rồi tiếp theo nữa là mình cho thêm 1 muỗng nha, muỗng tương ớt, muỗng canh á. Rồi bây giờ nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, hạ lửa nhỏ xuống nha, để mình kho từ từ đó, cho nó thấm gia vị. Rồi đảo qua đảo lại thôi, đó, cái màu lên cũng khá là hấp dẫn rồi đó. Thấy món này đơn giản vậy thôi chứ mình ăn kèm rau thôi cũng rất là ngon cho cái bữa cơm chay của gia đình mình đó quý vị. Rồi bây giờ thấy nó, nước nó hơi kẹo kẹo rồi nè quý vị, nó sình sờ rồi đó. Bình Phương đảo sơ sơ lên thôi đó, nhìn rất là hấp dẫn nha. Miếng chuối này nó sẽ bùi bùi thơm thơm kết hợp với gia vị nè, tạo nên một cái món chay rất là thơm ngon và đậm đà luôn. Giờ mình Phương cho ra dĩa nha. Đó, mình dọn kèm với ít rau sống hay rau luộc nữa là có ngay một cái món chay cho bữa cơm của gia đình này. Mình Phương mời quý vị nha, đây là cái thành phẩm nè. Khi mình dọn ra xong á thì mình cho một vài lát ớt lên trên, rồi chuẩn bị 1-2 cọng ngò gí vậy đó, cái mình để lên trên mình trang trí nhìn cho nó hấp dẫn một xíu. Vậy là Quỳnh Phương đã hoàn thành xong một cái món kho chay từ chuối xanh rồi đó quý vị. Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha, cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Quỳnh Phương. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn. Rồi chúc quý vị ngon miệng, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.